Vừa thoát cửa tử đã vội vào chăm ba con F0, còn thơ ngơ ngác không nhận ra mẹ sau nhiều ngày ở cùng hàng xóm. Cả bốn mẹ con đều là các F0 đang được điều trị ở hai điểm cách ly khác nhau. Người mẹ khỏi bệnh sớm hơn nên đã xin vào khu điều trị của con để đoàn tụ với các bé. Trong tâm dịch, phần lớn các F0 khi được đưa đi điều trị sẽ phải xa cách gia đình một thời gian. Có khi cả nhà nhiễm bệnh, nhưng tùy vào tình hình sức khỏe cũng như tình hình thực tế của các bệnh viện, các thành viên sẽ được điều trị tại các cơ sở khác nhau chỉ đến khi đủ tiêu chuẩn xuất viện cả gia đình mới được đoàn tụ. Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cuộc hội ngộ xúc động của bốn mẹ con tạm xa nhau một thời gian vì dịch bệnh. Mẹ bị COVID-19 được đưa đi cách ly tập trung, ba đứa con thơ đành ngậm ngùi gửi cho hàng xóm. Sau đó hàng xóm và các bé cũng bị COVID-19 nên được đưa đi cách ly ở một điểm khác, không thể ở bên nhau chăm sóc con, người mẹ ngày nào cũng khóc. Thiên Lý người hỗ trợ cho cuộc đoàn tụ xúc động của bốn mẹ con chia sẻ. Hôm nay người mẹ được cho về nhà cách ly vì nồng độ virus đã giảm. CT trên 30, lo lắng cho các con, chị xin điểm cách ly cho qua ở với các con. Chị chấp nhận tất cả, chấp nhận bị lây nhiễm lại để được ở bên con. Người mẹ dáng vẫn còn mệt mỏi nhưng dạng dỡ bước vào phòng toàn những F0 như các con mình. Em bé lớn nhất khoảng 4 tuổi lon ton chạy ra đón mẹ, phụ mẹ sách đồ cá nhân. Em ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, kẽ đẩy mẹ vào phòng, reo lên. Mẹ lên tới rồi, rất hồn nhiên cô bé lục trong bọc đồ của mẹ mang tới hỏi bánh đâu. Em bé thứ hai khoảng 2 tuổi hớn hở đứng cạnh, cười toe toét rồi nhún nhảy, ra chiều muốn mẹ bế bồng. Khi đã được mẹ bế, bé cười sung sướng, rụi đầu vào vai mẹ mà hít hơi, người mẹ xúc động ôm lấy con mà hôn hít. Một người hàng xóm khác có vẻ là hàng xóm, được chị gửi gắm con ngồi ngay gần, nụng nịu bé út cỡ vài tháng tuổi như nhắc người mẹ. Nè, cục vang nè, cục vang bé bỏng nè, Bé út mới đầu còn ngơ ngác chưa nhận ra, mãi đến khi thấy hai chị xoắn suýt ôm mẹ, nghe thấy giọng mẹ và nhìn rõ gương mặt, em mới nhoẻn miệng cười tươi. Sau khi cảm ơn người dẫn mẹ vào phòng, ba đứa cứ quẩn quanh cạnh mẹ, ôm ghi lấy không muốn rời. Để có cuộc hội ngộ này thực ra cũng không dễ dàng. Thiên Lý tiết lộ, thời điểm người mẹ được ra viện và ngỏ ý muốn chăm con, hai điểm cách ly cũng đồng ý nhưng không còn xe đưa đón. Thiên Lý đã liên hệ với xe tình nguyện để hỗ trợ chở người mẹ sang đoàn tụ với các con. Cô viết, nhìn cảnh mẹ con gặp nhau mà rơi nước mắt, mong rằng dịch bệnh qua mau để không còn cảnh chia ly. Video này đã được chia sẻ rất nhiều trên các hội nhóm, cảnh cuốn quýt của ba em nhỏ làm nhiều người bất giác chảy nước mắt, vừa thương vừa mừng cho gia đình nhỏ vì đã được hội ngộ. Sự dũng cảm của người mẹ bất chấp nguy cơ tái lây nhiễm cũng đã được nhiều người đồng cảm, bởi với người mẹ không có gì quan trọng bằng những đứa con mà mình rất ruột đẻ ra, kể cả sự an nguy của bản thân.